Hello, xin chào mừng các bạn đến kênh Ngọc Quốc Vlog của mình ngày hôm nay. Thì lời đầu tiên xin thành cảm ơn các bạn đã dành chút ít thời gian click và xem video tiếp theo của mình. Thì chia sẻ các bạn, hôm nay là thứ hai ngày 1 tháng 3 năm 2021 các bạn. Đó thì chương trình thì sáng nay là mình đi giao bò các bạn, giao tổng thể là năm con nghé, hai con nghé cái với lại ba con nghé đực. Đó, thì hai con nghé cái về Bình Định với lại ba con nghé đực 3B về Bò Tó các bạn. Đó thì cũng tiền này đó thì mình cũng tham quan cái trại bò lớn nhất cho anh Hằng, nếu mà so là ở đây là nhất đó, lớn nhất Bò Tó là các bạn. Thì anh ở trong Sài Gòn, là ở miền Tây, ở đâu anh hay? Ở Sài Gòn về đó thì anh mở cái trại bò đây. Thì giờ hiện tại là đứng sau lưng mình này là anh chủ trại bò đây. Đó thì giao cho anh về tới nhà anh là ba con nghé đực 3B các bạn. À, thì sau lưng mình là cái trại bò của anh đây. Đó thì giờ mình tham quan cái trại bò độc nhất ở Bò Tó đây cho các bạn tham quan. Đó, cũng như là cái mô hình anh nuôi trang trại, đó là nuôi bò có, heo có, cá có, gà vịt, nói chung là nuôi nói chung là trang trại đó các bạn. Đó thì giờ mình quay tham quan. Đó, chi tiết đây cái trại bò của anh cho các bạn tham khảo. Tham quan thì ai có muốn mở trại bò như anh ấy thì học hỏi kinh nghiệm đó, cũng như của anh đó, rồi xem anh cách thức anh nuôi bò với lại là mở trang trại như thế nào. Rồi thì bắt đầu vào nội dung chính của mình nhé các bạn. Đây các bạn, thì trước mắt là cái khuôn viên của anh đây. Đó thì ở dưới này thì anh nuôi heo rừng rồi các bạn, như heo guinea, heo banana đó, heo rừng đó, heo đen đen đó. Đó thì bên kia thì anh nuôi gà vịt, còn có hai ao cá. Đó là tham quan sơ sơ về cái vùng đất của anh. Đó, mà không biết là anh mua là ở đây là được bao nhiêu hecta biết đấy, mình chưa hỏi anh nên chưa biết. Thì giờ sơ sơ mình đứng đây thì mình thấy là có heo như cá với gà với chị. Đó sơ sơ vậy thôi. Đó thì đây là cái trại bò của anh. Đó thì các bạn nhìn thì cũng biết rồi, chiều dài là anh nói là được chiều dài là bao nhiêu mét anh Hen? Chiều dài 100 mét, chiều ngang là 14 mét. Đó thì anh quy mô anh là anh xoay hai dãy bò đó, một bên là nuôi sinh sản đó, bên đây là bò sinh sản này. Đó, đây là mình quay, đứng đây mình quay trước là chút mình đi mình quay cho bạn xem. Còn bên đây là nuôi bò đực, bò béo đó, có một con một ô rồi. Đây là nói chung là cái công trình này thì anh đang hoàn thiện chứ cũng gần xong rồi, nói chung là cũng được cỡ 80% rồi các bạn, chứ chưa xong hết. Đó, còn hai bên kia là hai cái học đó anh chưa phân, nhưng mà nay anh nuôi đệm lót sinh hoạt đây, anh nuôi bằng trấu đó. Thì không có cần tới hai cái học kia đó. Thì đây là nói chung là cái đường dưới đó là đỡ anh bò rôm mới có đây các bạn, đợi xe vào đây đó. Thì đây là bò đực được nuôi, nói chung là hỗn hợp lắm các bạn, bò lai có, bò ba bơ á, nói chung là bò cột có, rồi mè con có, nghe tơ có, nói chung là nuôi có bò gì là nuôi bò nấy đó. Này thì tham quan cái tại anh cho các bạn tham khảo. Đầu tư ở đây chắc cũng được tiền lắm nha anh Hèn. Dạ cỡ mấy chục tỷ dạ. Một tỷ cái chuồng này. Đó, thì chiều dài là 100 mét, đó, còn chiều ngang là 14 mét. Đó, anh xoay sơ sơ không là 1 tỷ. Mà coi nói chung là cũng còn thiếu á, chưa đầy đủ á. Thì giờ anh tính đầu con là giờ còn được bao nhiêu con rồi anh hen? Tổng cộng 50 con rồi. 50 con. Còn thiếu nhiều lắm. Dạ. Chứ cái chuồng ở đây anh nuôi phải, anh dự định là nuôi khoảng 3.000 con. Đó. Quy mô anh muốn nuôi là khoảng 3.000 con. Giờ còn dài, rất dài. Đó. Nó hơi tấu tấu một xíu. Tại bắt điện, bắt bóng điện rồi mà chưa có điện. À, cho nếu mà còn sáng thì mình quay cho các bạn rõ hơn. Lát quay. Dạ. Lát có điện. Nghe là tốt rồi, nghe là sim.
Như vậy là một ngày là bao nhiêu người cho nó ăn anh? Hay hai người hay ba người? Nếu mà bài bò này là chỉ có hai người thôi. Dạ, hai người. Một con đực giống. Đực là anh được giống không anh? Một. Con đực là hâu anh mua bao nhiêu tiền đây? 42 triệu. 42 triệu. Là bò anh mua ở đâu vậy? Cái này là bò ăn của người ta làm nọc á. Dạ. Dạ dạ. Nó ốm lắm, nó đi nọc nay nó mập lại đó. Dạ. Nhọc thì đừng đỡ nó mập quá anh. Nói chung nó gân gân con bò là nó nhảy nó nhanh. Con mập quá là nó y. Cái cho đi nhảy về cái nó xích ra đó nó cho ăn rơm chứ uống nước. Dạ. Con bò lưng thằng đó, giờ sáng điện rồi đó. Đây, trời trời vô màn hình nó mới điện này. Này nó tao thui không có gì hết mà. Đó, thì mình đây mình giao ba con nghé đây. Đó, thì con này tới nhà là 24 năm. Đó, con này là 25 năm. Con này 26. Đó, ba con. Đây là giao lưu. Nói chung giao lưu với anh chuyến đầu tiên. Đó, thì tham quan tổng hết cái đàn bò của anh. Đó, đăng tải anh là giờ cũng còn thiếu các bạn. Đó, bò thiếu là từ đây lên tới bên kia. Đó, bên đây nữa hai hậu. Sao có sợ bị dịch đâu mà ngầu buồn chứ anh? Tham quan tài của anh này. Đây, tính đầu con là được 50 con rồi, mua được 50 con rồi. Nên lôi luôn anh. Mở ra dắt cái vô. Dạ, đây quả cá học bên đây là nuôi gì anh? Bộ béo bên này anh? Dạ, hai vậy đó là nuôi bộ béo đây. Thì giờ làm hồi Tết xong đó là chưa có làm. Dạ dạ. Học, giờ nghiên học đây. Là tấu là phải có người ở đây coi ngó rồi cho anh thì. Nó ở đây cũng thằng dạ. Đất nguyên khu vực của anh trong có ai đâu. Dạ, là anh ở đây là mua bao nhiêu hectare hết? 126. 126 hectare bao hết đất luôn rồi. Đấy là anh bao hết vùng đất liên đất luôn. Ui, 126 hectare. Ui giời, biết nhiêu tỷ rồi nữa không? À, anh mua hết nhiêu tỷ anh? 11 tỷ mấy. 11 tỷ mấy. Ui. Đó thì cho máy nổ điện cho máy nổ ở đó điện chưa có mà cho máy nổ rôm này em mua bao nhiêu một cục vậy anh? 30 là chờ tới nhà anh dạ. Ở đây thì anh trồng được mấy hết ít mà ít có đó chờ nói chung là anh nói chung là anh mới làm trang trại thôi đó, thì có cũng chưa lên cho lép lên cũng chờ thôi các bạn đó. Nói chung là anh bao hết cái vùng đất của anh là 126 hect. Wow, biết nó rộng mênh mông cò bị gãy cánh đó. Anh ở 63, bạn số 63 là ở miền Tây mà không biết ở đâu rồi, hầu giờ mình không có tới đấy mình không có biết. Ở đây không có điện nên xài máy nổ. Đấy. Đây các bạn. Tại bò anh này. Đó. Dài này các bạn nhìn chiều dài này. Đấy. Đó, tem nuôi. Mình dự tính là nuôi 3.000 con bò. Đó. Ui. Mình mong đặt luôn. Rồi tới nha. Đó. Đó, thì giao cho cô chú Hằng nghĩ. Nghĩ ai cũng đây. Mỗi lần video đây. Đấy. Còn bên đây luôn nhá Thành, còn đây cho nước anh nhé. Sáng là điện chung nhá hả, nó không cho em cũng dèm dèm lâu đây nè. Có giờ chú nuôi bò gì? Bò thịt. Thịt này bắt đầu thịt anh. 4 con. Bao em? Bán hầu nuôi được lai hay bà bơ? Lai. Lai. Chúng ta mua được bơ.
Ăn rôm đi, ăn. Hai con ăn rôm hết á. Nghe đây, nghe cái 21, nghe cái này, nghe cái này dây xuồng lặng cứng nha. Ta đít đồ. Ôi. Nó còn nghe mà, đâu đây, 2-3 tháng rồi. Con nó rượu 2 lần rồi mà. Con nó đây là về chú nuôi 1 tháng, 1 tháng nữa là được. Nhưng mà điều nó nhỏ quá, từ từ. Anh đâu có đây anh chuột cho có đây thầu cho ngon quá rồi còn gì nữa sao nén nén cái rương mít nhí cho nén ui rồi hôm nào cái con nhỏ ở đây nó hối nhiều hơn này ừ. Do nó nuốt rương đực rồi ấy nó lại ưa hơn. Con này xương lạc này nó không nhiễm mình, con nhỏ vậy. Nhỏ nó dày để đúc hơn. Anh hết cho bò này, cái này. Thì nó mót xuống xe nó nhào nhào vậy, dẹp nó đứng bình tĩnh này. Mà như vậy, thì chú nuôi hai con là thôi anh. Ý là nuôi hai con bữa là được rồi, cảm thấy là nó hộp à. Ấy thì chú như trong dài thì chú nhốt ngày này ngày mai chú thả dài hết. Để cho đứng trong chuồng thoải mái nó hơn. Đừng có cột. Bò đực ở là chú phải cột, sợ nó bán lộn. Nghĩa cái là chú thả bình thường. Chú rào người ta lại, rồi chú thả hai con ở trong đây. Ví dụ bò đực là phải cột, không cột nó bán lộn. Nhưng con thứ đây là đứng im. Quay video chị. Quay mình báo giá cho, báo giá tới nhà bán cho. Rồi cho người bán cho mình, nào biết chưa. Chứ đâu phải là mua cho bán giấu đâu. Bán công khai mà. Đấy thì con nghĩ đây tao nhà 21 triệu, con nghĩ là tao nhà 19 triệu. Đấy. Cái người nào bán là nó biết chú. Đợt tối này nó coi là nó biết. Mua nhiều bán như là nó biết. Nhỏ là gì? Chứ đâu phải là ví dụ cho mua nhà nấu 18 anh em nhà cho bán chú 19 là cho tao nhà là cho bao giá. Chứ như chú giấu rồi chú đâu người bán đâu có biết. Mua bán công khai là vậy như nào? Ông chủ luôn đi. Dạ cháu chủ. Trẻ vô ta. Mới 29 tuổi mà. Rồi thì giao bò nói chung là lên xe xuống cụ cũng an toàn đó. Giao tới nhà là thành công rồi thì cũng chúc chú nuôi cho món bò mèo lớn. Đó, thì mình cũng báo giá lại luôn cho người bán biết. Rồi con nghĩ trong giờ là 21 triệu đó. Con nghĩ là 19 triệu tới nhà. Đó. Các bạn thì ngày nay mình về được hai con nghé ba bê đây các bạn, thì sáng giờ mình đi giao bò về Bình Định đó, thì giao hai con nghé cái anh Quốc về cho một ông anh ở dưới Bình Định, rồi giờ chở tiếp ba con ba bê đực đi về con rò nữa các bạn đó, thì giờ ngày nay bắt được hai con ba bê nữa đây. À, thì con ba bê này cũng ba bê hai con này hai con lọc giống quá nha các bạn đó, thì con này là khoảng cỡ 5 tháng rưỡi. Đó. Đây. Đây bạn, thì chi tiết hai con ghép ba bê đây, cái này em bắt được hai con. Đó. Thì con này con ba bê lập giống lớn hơn. Đó, con này nhỏ. Đấy. Thì con nhỏ này thì nó cao khoảng 1m1. Đó. Thì dài đuôi tốt lắm các bạn. Đó. Chân cái này to. Đấy. Đúng rồi. Bông bụng. Lỏ đuôi. Lò tán giờ đánh quá các bạn không thấy lò tán, nhưng mà lò tán đang dài đây các bạn đó, dài cực kỳ tốt, cao dài đồ đùi nữa đây, mong đùi đây đó, đứng thu thớ đây các bạn đó, mong đùi đây các bạn, hai đường gân lò ra đường càng to rồi. Thì con nhỏ này mình báo giá công khai là 23 triệu 500. Đó, rồi này tiếp theo con này cũng lớn, dạ, con này thì già bò rồi, hơn con này thì khoảng 7 tháng rưỡi rồi các bạn, đó. Đầu ra sân rồi, con này nói độ tốt độ đập nó cũng tốt lắm rồi các bạn, cao khoảng 1m15, chân càng to, đó. Dài đồ có chập chập cột này các bạn,
Đó, con này thì đen bông một mèo, đuôi cánh tay nhuộm này, đuôi mông này, tái không? Đây, đuôi mông là phú phơ luôn. Rồi thì đấy, các bạn nhìn cho kỹ đuôi mông này các bạn, đó, hai gần cơ rõ ràng, đít như cái bánh luôn. Đó, thì con lớn này mình báo giá công khai là 26.500. Đó, con nhỏ này giá 23.500. Trời, gì phá. Bò này hồi vừa mới vô dây các bạn, này mới vô dây nên hơi múa. Đó, con lớn này thì nó nuôi rồi các bạn, tách sữa rồi. Bỏ bú rồi đó, nên đứng chững chàng hơn. Còn ông nhỏ đây, ông nhỏ giờ thả ông rong các bạn, không có nhốt. Đó, giờ thả ra được là nó nhảy nó múa này. Rồi cột đầu lại là nhảy. Đó thì ngày nay về được hai con các bạn, một con ba bê, hai con ba bê lập giống hết. Đó, thì con này giá 23.500. Con kia giá 26.500. Đó, hai con. Trên lệch 3 triệu các bạn nhìn thấy khác quát đây này các bạn. Đó, con to dày. Đó. Chân cảnh nó to hơn, nói chung là hơn dữ lắm các bạn. Đùi mông con nhỏ đây, 23.500 này. Đó, hai con cơ, con kia 26.500. Rồi. Ai nhu cầu nuôi bò béo thì liên hệ mình. Hai con thấy các bạn. Một kẹp luôn. Các bạn, đó thì giao bò xong rồi các bạn thì giờ mình cũng tranh thủ mình về, cùng đi giao con nghé nè các bạn. Giờ 6 giờ rưỡi rồi, thì không biết gì về tới nhà giao kịp hay không nữa đây. Thì có gì chắc sáng mai mình đi giao qua cho tối rồi. Thì nói chung là cũng chúc các bạn một buổi tối vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Thì giờ anh em mình cũng tranh thủ đi về. Vui quá các bạn. Rồi nói chung hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Rồi bye các bạn.